Với những diễn biến mới nhất của dịch bệnh, Argentina trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới, ghi nhận hơn 1 triệu người mắc COVID-19. Đây là con số đáng báo động khi mà số dân tại quốc gia này chỉ khoảng 45 triệu người. Trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày Argentina có thêm 13.000 ca mắc mới, chỉ sau Ấn Độ, Mỹ, Pháp và Brazil. Ba quốc gia này đều có dân số nhiều hơn đáng kể. Trong tuần này, Argentina cũng ghi nhận trung bình 400 ca tử vong mỗi ngày. Argentina là một trong những quốc gia đầu tiên tại khu vực Mỹ Latin triển khai biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi nước này dần nới lệnh phong tỏa, thì dịch bệnh đã nhanh chóng lan rộng trở lại từ thủ đô Buenos Aires tới các tỉnh trong nước. Tôi không hề muốn tình trạng này xảy ra một chút nào, và tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi cũng không muốn như vậy. Mọi người, ai cũng căng thẳng cả. Trong giai đoạn đầu, Argentina đã kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh bằng cách triển khai biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế do sức ép về kinh tế, số ca nhiễm của nước này bắt đầu gia tăng trở lại. Dữ liệu của Bộ Y tế Argentina cho thấy trong tháng qua, số ca mắc mới tính theo ngày của nước này gần bằng 50% số xét nghiệm được thực hiện. Trong nhiều tháng qua, hơn 90% số ca bệnh tập trung tại vùng thủ đô Buenos Aires, nơi sinh sống của gần 1/3 dân số Argentina. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, tình hình dịch bệnh bất ngờ thay đổi khi các tỉnh chiếm tới gần 1/3 số ca mắc tại Argentina, trong đó có Córdoba, Santa Fe, Jujuy và Mendoza là những tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất.